Vào kỳ nghỉ hè năm nay, các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Phú đã tham gia một hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường là một hoạt động hết sức quan trọng, bởi tất cả bắt đầu từ hôm nay và từ chính mỗi bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Với 40 em học sinh của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Phú, kỳ nghỉ hè năm nay thực sự ý nghĩa. Hôm nay, các em cùng 10 tình nguyện viên câu lạc bộ Cảm ơn dòng hương đã tham gia vệ sinh môi trường bằng việc lượm và thu gom rác tại bến thuyền Tòa Khâm, công viên 3 tháng 2. Hôm nay cháu tham gia hoạt động lượm rác và vệ sinh. Vì vệ sinh môi trường giúp cho con người sạch sẽ. Cháu thấy rất là ý nghĩa vì mình bảo vệ được môi trường xanh hơn, đẹp hơn. Cháu có hay nhặt rác giúp ba mẹ. Đến trường cháu cùng hay quẹt lợp quẹt trường. Chương trình xanh trong mắt em được xem như là một món quà ý nghĩa do câu lạc bộ Cảm ơn dòng hương, quỹ từ thiện DMZ, quỹ Sen Xanh Bảo Thừa Thiên Huế và họa sĩ Nguyễn Thị Anh My đã tổ chức gửi tặng đến các em thiếu nhi trong dịp này qua các hoạt động trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, sáng tạo tranh về cảnh quan bên dòng hương thơ mộng. Và đặc biệt, tất cả các em sẽ cùng chung tay nhặt rác bên bờ sông Hương để từ đó các em có nhận thức sâu sắc hơn về bảo vệ môi trường. Làm sao để cho các em thấy được tại sao chúng ta làm như vậy, tại sao chúng ta phải nhặt rác, tại sao chúng ta phải cần bảo vệ môi trường, để cho các em dần và nhân rộng các cái mô hình này lên, để mong muốn rằng là các em nhỏ trên toàn tỉnh cũng như cả nước để mong muốn làm sao để bảo vệ được cái môi trường, hoạt động cùng nhau để thấy được cái trách nhiệm của mình. Các em nếu như nó tự nhận thấy rằng là ngoài đường là không nên để xả rác tới công cộng cũng như là những cái môi trường xung quanh, thì các em nó sẽ thấy rằng đó là một cái hành động, một cái hành vi rất không tốt, nên các em nó sẽ tự giác, và từ đó chính vì vậy thì nó sẽ tự giác là nó hình thành từ nhất các từ nhỏ, nó sẽ giữ gìn môi trường càng ngày càng tắm sạch. Với thông điệp hướng đến một cuộc sống ngập tràn sắc xanh, xanh từ môi trường, xanh tươi trong cuộc sống, xanh trong suy nghĩ và cảm nhận, ban tổ chức sự kiện Xanh Trong Mắt Em mong muốn tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa những hoạt động có liên quan đến môi trường, nghệ thuật, kết nối địa phương để các em không chỉ giỏi trên sách vở mà còn năng động, sáng tạo, tự do thể hiện năng khiếu khi cọ sát với thực tiễn.